Đây con laptop Panasonic đây. Đây. Nói chung là còn liên lạc lắm. Đây. Lỗ sạc nè. Lỗ ra màn hình nè. Lỗ LAN ghi nè. Lỗ này là gì? HDMI nè. Rồi USB 3.0 hai ổ nè. Lỗ mic nè. Lỗ phone gì đó. Rồi tắt mở wireless nè. Ở đây là lỗ mở nguồn nè. Cạc SD nè. Như cạc SD này có cái hiệu SIM nữa nha, hình như không biết nó xài được SIM nữa. Rồi cái này thường ra xài SD thôi. Rồi lỗ khóa nè, rồi cái này là cái khóa nè, rồi cái tăng giảm volume nè. Này là đèn SD nè, đèn ổ cứng nè. Đèn pin 2, đèn pin 1 nè. Ổ đĩa nè, nhưng mà ổ đĩa này nó gắn rồi thôi không chạy. Bút cảm ứng ha. Đó. Nó vậy thôi. Cái màu này là nhôm nha. Cái màu này là tất cả cái này là khung bằng nhôm hết nha. Nhôm đi ra đó. Chứ không phải nhựa nha, nó là nhôm hết á, màu bạc nhôm á. Đây. Liền lặn lắm. Bàn phím đánh như bình thường, có vài nút thôi nhưng mà nút này nó vẫn dậy, nhưng mà ẩn ở bên trong á là nó vẫn là cái chữ đó, có thể mình lấy viết mình gạch thêm 1 1 2 2 nút ở đây thôi. Bàn phím Nhật lúc nào cũng dậy đó. Đó. Rồi đây. Đấy, y chang mấy kia thôi. Bền lắm. Thứ này là vô địch luôn á. Camera. Panasonic rồi nói gì nữa. Còn pin không? Đó. Pin trâu lắm, cứ để không 4-5 tiếng hồ. Không xài gì đó, mình cứ bật lên mày để không rồi đó, 4-5 tiếng. Cho sáng màn hình luôn.